ngay từ đầu. Chị Lan ơi. Không, nhưng mà ý là đang rửa mặt thì làm đấy thôi chứ gì. Dạ, chị không biết bữa trước bé bị mụn ẩn như thế này nhiều không? Hay giờ nó mới có da lên đó. Biết bắt đầu từ đâu. Biết có nên quay không? Anh nhìn thấy rằng anh rồi khó. Thì thấy nhiều đó mà là nó ra không sướng hả? Chọn con to này đi. Nhưng mà ở đây nha, là thay phiên nhau. Kiểu hầu thì mặc bộ này một bộ thôi, mỗi đứa một bộ thôi. Đứa bỏ tiền ra, bỏ tiền ra. Chị Loan cho bộ mấy đứa, cứ đứa đặt bộ. Ừ, khi mua đi trả tiền lại. Còn ở lại thôi. Nó giỡn mặt thật.
Chị Lan kia Huệ kêu nó giỡn mà thiệt kìa. Huệ kêu nó giỡn mà thiệt á. Một bé hơi khó lắm á. Không khó lắm. Bé mà mình sót. Xê hết rồi hả? Coi chứ, coi cái thùng dưới giường coi. Thì em nhớ mới đặt mà ta. Uống hết rồi chị. Bôi để chạy cho thấm chứ mà chạy cho trên. Mệt cho chị Loan chứ sợ. Hủy vốn vậy ạ. Nói chuyện chị Loan là hủy vốn luôn. Lúc đầu phấn khởi lắm, tưởng nạt mấy đứa. Xong ở thôi. Hắn đang sợ chị đoạn đầu chị Loan ạ. Chị Loan hắn đang sợ chị đoạn đầu, chị kêu đứa thôi, rất nỏ sợ nữa. Xê còn nhiều không chị Kali? Sụp 20 chai phải dùng rồi. 10 ngày nữa. Ơi để hỏi coi Trâm có được ưu đãi chi nữa không? Tính ra tá nhanh hết ổn. Muộn hơn không, không có rõ ràng anh hề. Để em coi.
nhiều nhiều nhưng mà rồi. Để xí nữa, giờ mình lỡ video đi rồi cho nó đi lung tung đi rồi. Cái hành nhìn mụn thì Ari mà đang lấy nó khó này. Mình có mấy cái. Còn mụn bị chai á, cái nó bị ẩn với da. Bên đi cái nửa mặt bên kia cái được. Mấy phút rồi? 12. Bé chịu đau giỏi vậy. Bé mới chịu đau giỏi em. Nói gì? Bé mới chịu đau giỏi. À. Em thấy mụn nó cứng mà, thấy tội lắm luôn. Mình đè mà mình sót luôn. Lần lần đau có sáng bao nhiêu thôi? Bé đi lần mấy lần bé nè. Hơn 5 lần rồi mà. Kiểu cái da đang đẩy một ẩn á. Bé đi liên tục chứ. Tuần em đi lần hết rồi.